Về đây chú rửa mặt đó. Mẹ. Chú ơi. Không gì kề nắng nè. Chú rửa mặt cho sạch nhé. Mặt cho em bây giờ sạch nhé. Đi xem này. Thôi thì nếu mẹ làm bánh cho mẹ ăn á. Phải không? Được rồi. Điện đi trước. Về chợ.
có là thế. Mẹ làm gì nữa? Yeah, yeah. Mẹ làm quạt trứng á, em lượt trứng nữa. Vâng, lượt trứng đi bán. Thế sôi để trong này à? Vâng. Em dậy sớm thế? Không, dậy một tí, anh ấy đã biết dậy rồi. Yeah. Thế thì quạt trứng này vỡ rồi nhé. À, quạt trứng vỡ rồi đấy, ra biết rồi. Đừng kết đi. Nó muốn chảy máu. Lục với nhau rồi. Ừ. Cái này tiện này. Thì để làm, mẹ làm trứng em bé ăn phải không? Ừ. Ừ. Thì để đi học nhá. Ừ. Đi học ngoan ngoan nhá. Đi học ngoan ngoan. Ừ. Ngoan ngoan. Ừ. Chờ cái gì của chú ấy? Ừ. Ừ. Hả? Anh người ta biết ở đây đâu anh rồi? Đi cho lợn ăn nhé. À, của chú đâu rồi? Hả? Của chú ơi. Của chú mất tiêu rồi. Ừ, đi, chăm, đi cho con vịt ăn nhỉ. Mà bọn chân. Anh này. Chú rồi. Ờ, đi cho con vịt ăn ạ. Đi. Cho con vịt ạ. Tôi xây cho bé một ăn. Không biết làm gì đấy. Cái này khoa của mẹ Hồng ha. Chơi. Ngã nhá. Sôi chắc chín rồi đấy. Vâng. Câu.
một con chưa được trứng à? Chưa đẻ đâu, còn non. Bé làm gì đấy? Hả? Không ngủ thôi á? Ừ. Thì tôi thổi cho nào. Được không? Để đi xem mày làm hay tí cho đi ăn quả trứng thôi. Mày làm hết chín rồi đấy nhỉ? Chín chưa? Chín rồi. Chín rồi á? Ừ. Wow, thơm quá nhỉ? Chín rồi. Chín rồi, một tí nữa. Để một tí nữa. Mày làm mày xúc á? Ngán nhá. Nhanh ngồi đi trong nồi cơm của em nhé. Em đi mặt quần áo xong đi học á. Yeah. Chắc cũng sắp chín rồi đấy nhỉ? Vâng, sắp chín rồi mà. Sắp chín rồi đấy. Bên tất đi đâu rồi? Còn bên tất của em bé đâu? À, bên kia cho mẹ xem. Mẹ xem. Em bé thì ở dưới rồi. Mẹ đi ở dưới rồi. Ai con chê quả gì? Úp. Úp. Nó đâu rồi ạ? Rồi kệ. Mấy người ở đây tụi mày đi lấy áo khoác cho là. Ừ. Đi lấy áo khoác. Mặc áo, mặc áo đi. Nè, mặc áo nhanh nhanh đi học nè. Đấy. Vào đây mẹ phát áo cho. Chín rồi. Nóng. Nặng. Thế đi học rồi á? Ở đây ngồi đây chú xem thế nào. Mặc áo mới rồi đúng không? Ra rồi à? Em lấy, anh lấy gì ra? Đấy. Chín rồi nhỉ? Chắc chín rồi lắm, để anh xem sát chín. Nóng à? Thế cởi ra một tí như này, đi học mới mặc tiếp nhá. Đấy, cởi ra luôn á. Thì cởi ra đi, cởi ra thì nữa ăn quả trứng xong là đi học nhá. Chín rồi nhá. Anh xem được rồi thì lấy ra đi. Ôi, quả trứng à? Ờ, quả trứng ấy. Để em của em về bên nào nhá. Trời ơi, nó vui rồi. Nó vui rồi à? Nó vui hả? Ừ. Nó vui thì chú làm ra về ăn nhá. Ừ. Ba ba tên này nè. Ừ. Cái gì? Trời ơi, ba đông. Ba quả trứng á? Ừ. Chưa còn nóng không? Còn nóng đâu. Nóng lắm. Nè. Ừ, tí nữa nguội xong là chú bắt cho nhá. Ừ. À. Nguội, nô à? Ừ, nguội rồi, chú xem này đã. Lần này ăn này nó ăn cạnh chứ. Ừ. Trời ơi, nó muối rồi, có không? Ừ, em biết thử thì nó nóng lắm đấy. À. Nóng lắm. Nóng lắm. Ừ, tí nữa nguội mới ăn nhá. Ừ. Ừ. Nè. Đã bụng chưa? Đúng rồi. Á này về chưa? Đến đến giúp mẹ ra. Mẹ à. Cái này đổ sôi lên trên này luôn này. Vâng. Đưa chị lấy này anh coi cho mẹ. Có cái kẹt tay đây rồi. Có. Anh đưa rồi. Nóng. Ai. Bạn nha. Ai. Nóng quá nhỉ. Wow. Wow, đẹp quá nhỉ. Ai làm đấy, mẹ làm phải không? Mẹ làm đây. Mẹ mẹ làm bé như nào đâu. Nóng quá nhỉ, chắc phải lấy cái đũa làm em à. Vâng. Đũa này.
Nên là ra về nên nhìn nhau không? Cái này thì nên là em về ăn nhé. Chúng tôi thôi. À, ngon quá nhỉ. Ngon à? Ngon lắm. À, mẹ làm ngon quá. Đi rửa tay. Đi rửa tay à? Đi rửa tay đi. Đi rửa tay xong là chú lấy cho em bé ăn nhé. Đi. Ăn con ra nhỉ, ăn con đứng lên để ra. Đi ăn xôi nhá. Mẹ ăn xôi đây. Lấy trứng ra nữa, ăn quả trứng. Ăn quả trứng nữa. Để chú lấy quả trứng về đây. Đi 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 ngồi ghế của em bé. Đấy. Ba. Ba đâu? Mẹ biết làm quá nhỉ. Biết à. Chú ba đâu? Đây quả đẹp đẹp này. Quả. Quả này vừa. Quả này vừa cũng vậy, vừa đâu? Để một quả đây nhá. Để một quả đây đi. Để một quả cho mẹ nữa nhỉ. Để con nhá. Để cái này của cô ấy rồi. Cái này của cô nữa. Đấy, để đây nhá. Chú bóc đâu? Thì chú bóc cho. Hay chú bóc luôn nhá. Bóc để đây nhá. Bóc để đây. Đấy. Ăn trứng không? Ăn trứng không? Có. Có. Trả lời giỏi giỏi như thế nhá. Xong xong chưa? Xong rồi nhỉ. Cho David ăn một cái. Nó rẻ quá. Rẻ quá nhỉ. Rất thơm lắm đấy. Anh người thấy mùi thơm rồi. Thế. Hôm nay em dậy sớm dậy sớm làm để con kịp đi chợ bán đấy. Thế á? Dậy không gọi anh. Anh hỏi em làm em nữa. Thấy anh ngủ say quá nên dậy trước. Thế. Con giáng. Con giáng á? Ừ. Phải không à? Phải. Rồi. Xong rồi, chú làm xong rồi. Này đã mùa. Đi xin chú chưa? Xin được. Ăn được trứng đi. Ngon không? Ăn này ạ. Ngon quá nhỉ. Ngon lắm. Để chú bóc quả này cho mẹ này nhá. Bóc quả này cho mẹ nhá. Ăn đi. Ngon. Ngon quá nhỉ. Ăn xong đi học nhá. Không chú bóc quả này ăn rồi nhá. Còn nữa. Nhà em ăn quả này đi. Anh ăn đi. Em xin nhá. Đấy. Anh bóc một quả vừa đi. Ngon lắm. Đấy còn mấy quả nữa. Thì nên lấy mấy quả để đem để đi chợ bán nhá. Vâng. Ngon không? Ngồi tự tự. Đấy, ngồi tự tự ăn như này mới không bị đau bụng nhá. Cái này chắc tí nữa để vào gùi em nhỉ. Vâng. Ngon quá nhỉ. Ngon đi. Ngon à? Ngon lắm. Ngon lắm. Em làm cái này cho anh nhé. Anh xin nhá. Ăn nhá. Chắc ngon lắm em nhỉ. Anh xin nhá. Ăn đi. Em biết ăn không? Ngon, của chú to luôn ấy. Cái ăn nhau. À, hôm qua trứng này chú bóc quả trứng em bé ăn nhá. Chú để đây đã. Bóc quả trứng ạ. Anh ăn nhá, ăn một miếng. Ngon nhá. Ngon. Này em đi bán trứng rồi, làm cái này. Vâng. Mẹ dây mơ trứng à. Cái này gà để trứng nhiều này. Bóc quả này. Để em mẹ ăn trứng nữa nhá. Đây, ăn quả này nữa. Đây biết. Wow. Để đây nhá. Để đây. Đấy. Để chú ăn của chúng đây đấy. Cho này ăn no nhanh nhé. Anh xin bóc rồi mời ăn đi anh. Nhà anh đi bóc rồi.
ngon quá. Đấy, mẹ ăn cái bé này nhá. Nguội rồi đấy. Nguội đấy, để vào trong kia được em. Anh đã đi ở đây, em đi lấy gùi nhá. Được. Ngon không? Ngon. No chưa? Ngon. Ngon quá nhỉ. Ngon. Thì nói chú đưa đi rửa tay nhá. Ngon không? Cái này dạ, trứng này để ngoài nhỉ. Vâng, đây là đổ xuống luôn á. Vâng. Cần anh hộ. Không cần. Đây, đây này. Mua gì? Mua đây này à? À đấy. Được rồi. Ở bên này. Ôi, con nhìn cái này. Mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi. Mẹ làm việc. Mẹ ơi. Cái này gấp xuống. Vâng. Để đây chú. Chú cho mặc áo nữa mình đi áo nhỉ. Đi đi chú mặc áo cho em bé nè. Đây, chú mặc áo đi hồng ngay thì nó muộn rồi đấy. Chạy 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 hạ bạc. Thế mặc áo đi hồng nhá thì nó muộn hồng nhá. Thì nó có muộn đó nhỉ. Thì con nhìn để bố mẹ. Được rồi, đeo cặp nữa. Đeo cái này nữa, để xe ở nhà thì nó đi học về mới chơi tiếp nhá. Con đang đi. Đây chú chụp cái áo. Áo nữa, xong rồi đi nhé. Đấy, được rồi, đi rồi. Mẹ xong chưa? Xong rồi đấy. Thì chú cầm cái này nó đi vào nhà nhé. Đi đi. Đi chạy đi trước. Đấy. Quá nhỉ. Anh đưa em đi chợ nhé. Anh không đi làm à? Có anh đưa em cho anh mình đi làm. Đi học nhé. Từ đây đi học nhé. Thì nếu mua kẹo cho nữa nhé. Kẹo. Nặng không? Nặng đấy, bình thường đấy. Đi học cô có cho bé ngoan cho em bé không? Có. Học ngoan nhé. Thì mới có cơ. Nè. Yeah. Nào. Đừng có nhiều đi. Nào mà cho đi. Có gì? Có cá. 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 Chị mua con cá cho em bé nuôi nhé.
Đến xe của chú ấy. Xe của chú ấy. Đi em bé đi Hồng nhá. Đi Hồng ngoan ngoan nhá, đi chưa? Ừ. Ừ, thương vụ chung một cái đã. Anh có đi chung đường không? Có mà. Đấy, anh chưa? Em biết đi học, đi em đi chậm. Thank you.
xuân nó này con chết lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bố sư chị cô thế. Hello, mẹ tên bố sư chị cô thế. Chị cô đi. Để theo nào, chẳng có cô lạ. Đi chị mô lì thì bé tỏ cơ đi. Yep, though.
Mình nó đi bên nào có chó. Mẹ tôi. Mẹ con đi. Mẹ bé ngoan nè. Bé ngoan á? Bé ngoan ở đây á? Bé này á. Wow, giỏi thế. Mẹ con xem đi. Em bé ngoan phải không? Cô cho bé ngoan cho à? Giỏi thế. Mẹ còn lấy bé ngoan không? Mẹ đi. David ơi, tán nước xong mày ăn cơm nha. David chơi cái gì đấy?
Làm gì ở kia đấy? Dạ. Làm gì đấy? Em mẹ, tránh đi vào cái con gà bé này ngủ nhá. Em gì đấy? Em bé làm gì đấy? Mẹ nhờ, tay tay của mẹ. Ôi, nước sôi rồi đấy. Đi lấy quần áo xong tắm nước đi. Tắm nước xong rồi ăn cơm nha. Em bé đứng đây nhá, đi lấy nước rồi nhá. Con mẹ ơi. Nè. 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 Nè xuống này. Xuống xuống. Xuống. Mẹ. Rồi. Mẹ cởi quần áo em lấy nhá. Tờ đúng rồi.
U. U. Đúng rồi. Ư. 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 Đúng rồi. V. 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 S. S. Ya. S. Ya. Trên này này. I. 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 Nè. Không. 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 Bốn. Bốn. Năm. 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 Sáu. 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 Bảy. 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 Tám. 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 Chín. 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 Mười. 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 Mười tóc mười ấy. Con mười đốt em bé. Giờ đọc theo. Đờ. Đờ. E. O. E. 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 G. 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 I. 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 K. Con mười đốt bạn. Mười tóc mười. Mười khúc bạn nhé. A A A M O A A O O A A A B B A. Nhìn đây, nhìn đây. Á. Á. Ở đây ngồi, mẹ đi đóng cửa xong mẹ về dạy học tiếp nhá. Đóng đây này, nó có mua đi. Về đấy. Con muối về nhà đấy. Nó cổ tôi rồi. Đúng rồi. Tôi rồi. Mẹ tôi. Bay. Bay. Bánh tiếp đi. Một. 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 Mệt chưa? Hả? Mệt chưa? Đi ngủ nhá. Ừ. Mẹ đi làm cho mẹ. Ừ. Mẹ. Mẹ muốn này. Chóc quay. Lên trên giường. Mẹ. Lên trên giường. Ừ. Mẹ. Mẹ nào lên nào. Mẹ. 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 Mẹ dọn cái này đi nhá. Mẹ ơi, chạy lại. Mẹ. Hả? Cái này con nửa đấy này. Cô coi. Ờ, ngồi đi. Cô coi đây này. Ờ, cô khỏe đấy thì khỏe. Lấy về chỗ này, lấy về chỗ này. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Cô khỏe đây này. Ngồi đi. Cô coi đấy. À, cô đi rồi. Đem đi cất ở kia nhá. Ừ. Tôi, mẹ nằm trong mẹ ơi.
Ừ. Nói đi, nhắm mắt đi. Ừ. Mình nhắm mắt đi. Ừ. Mẹ ơi. Ừ. Mẹ ơi, con chút. Đi học ngon lắm. Ừ.